Lụt máy cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2024. Các hai chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Hôm nay thì tổng cộng của gồm có là có 8 con máy cưa xích hàng của Nhật bãi nội địa cho anh em, hàng chuẩn chất lượng anh em nha. Đấy. Và đánh dấu ký tự là lô chữ S. Đó, thì trong video ngày hôm nay thì cả chúng em thì đầu tiên nhá sẽ là không bắt anh em phải cọc trước là một này. Và anh em đặt hàng ấy ạ, thì anh em chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ và số điện thoại thì em sẽ ship đến tận nhà cho anh em. Anh em ở đâu trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì cửa hàng chúng em cũng đều ship đến tận nhà được hết anh em nhé. Đấy, anh em muốn mua hàng ấy ạ, thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn chốt cái con S mấy này được. Tại vì em có ghi cái chữ S đây này. Đấy, S1, S2, S3 này. Đấy, anh em muốn mua con nào thì chỉ cần đọc cho em là anh muốn chốt cái con S mấy là được. Và đây là giá thành của cây máy nhá. Đấy, có ghi cái giá hết lên trên phần cái tay cầm ở đây ạ. Đấy, công khai giá trên video luôn, anh em thấy ok chưa ạ? Và khi anh em mua hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đấy sẽ là ba món phụ kiện kèm theo để khi anh em đặt hàng của cái máy này. Và sẽ hoàn toàn bao ship cho anh em nhé. Đấy, bao ship cho anh em. Rồi đầu tiên là con S1. S1 thì nói chung là cái con này thì cửa hàng chúng em đang bán cái giá thì thanh lý cho anh em. Cái giá cực kỳ rẻ để cho anh em nhu cầu nào mà sử dụng ít, sử dụng nói chung là lâu lâu, dăm bữa nửa tháng, cả tháng mới bỏ ra sử dụng cắt một lần nhé. Thì kinh phí hạn hẹp. Đó, muốn một chiếc máy cưa xích giá hạt rẻ thì hôm nay con này thì nói chung nó là hàng máy mới anh em nhé. Đấy, thì chỉ duy nhất một con này thôi thì để chèn vào trong lô. Nếu mà anh em có nhu cầu nào mà cắt ít sử dụng ít thì lấy con này thì nó rất là hợp lý. Thì con này ấy, thì với cái công suất của con này thì nó khá là to, nên là anh em về sử dụng thì cắt tất cả các loại gỗ luôn. Đấy, gỗ trong gia đình nhà mình thì cắt được hết anh em nhé. Vành to, đường kính to, cắt được thoải mái luôn. Công suất của con này là 52cc, đến từ nhà thương hiệu Nakata. Lam con này khá là dài nha, lam dài 55cm. Xích là sử dụng xích 72, xích lớn, xích này là xích 34 mắt đấy ạ. Xích rất đại trà tại thị trường Việt Nam, ở chỗ nào cũng có bán. Con này đặc biệt tích hợp là sử dụng lốc hợp kim nhôm này. Đấy, có hàm rồng găm gỗ đầy đủ này, lỗ bô 3 cửa xả nhá. Đấy, con này sử dụng chụp giật trợ lực. Giá bán 1,6 triệu. Đấy, cực kỳ hợp lý cho anh em nhá. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đó. Anh em nào có nhu cầu sử dụng ít thì lấy con này thì nó khá phù hợp nhá với cái giá tiền. Mà con này thì phụ tùng thay thế rất là dễ dàng. Nhiều anh em có sự lựa chọn con này bởi vì anh em nhu cầu sử dụng không cao ấy ạ, thì lấy con này nó phù hợp với giá tiền cho anh em ở nhà mình nhá. Anh em nào sử dụng ít thì lấy con này nó rất là phù hợp cho anh em luôn, không phải lăn tăn. Rồi qua từ con S2 này cho tới con S8 là hàng của Nhật bãi anh em nha. Anh em thích hạt Nhật bãi đây thì đầu tiên là một con S2 là một con máy cưa mini tay cụt cho anh em. Con này thì phù hợp cho anh em nào mà về sử dụng với tần suất tắt tỉa cành trên cao, hoặc là anh em cầm một chiếc máy cưa nhỏ gọn có thể cầm được một tay. Con này thì công suất 33cc anh em nhà. Con này thì hàng Tananka. Lam con này thì dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xài xích mini, bán trên thị trường cũng rất là nhiều, không cần phải lo. Tình trạng con này khá đẹp nhá, giá bán đang 1,9 củ, bao ship cho anh em tới tận nhà, có núm xăng phụ đầy đủ này. Con này thì nhẹ nhàng, anh em về sử dụng cắt tỉa cành trên cao nhá, Tananka. Đấy, anh em nhìn chưa? Con này thì để cho anh em về với cái giá ấy, thành cực kỳ hợp lý cho anh em và bao ship cho anh em tới tận nhà. Đó, với cái tần suất con này thì để phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại anh em nhé. Rồi giờ test nổ cho anh em nghe qua này. Bơm xăng lên cái, chốt cái ga vào. Rồi, đẩy le vào. Hàng của Nhật bãi đây anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cả hàng chúng em. Rồi. Qua con S3 là một con máy cưa xích đến từ nhà thương hiệu Makita. Đấy,
một con máy cưa hàng của Nhật bãi anh em nhá. Con này thương hiệu Makita, nó khá là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam rồi. Anh em nào mà sử dụng như kiểu máy khoan, máy hàn, máy mài, máy cắt đồ linh tinh nhá, có lẽ là không còn xa lạ với cái thương hiệu này nữa rồi đúng không anh em? Đấy. Và cái dòng này nó là chính hãng của nhà Makita luôn, và dòng này nó là hàng của bãi, có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ này. Đó, công suất 33cc anh em nha. Đó, toàn đây toàn tiếng Nhật thôi. Đó. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Lam con này thì nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha. Sử dụng là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Và có đây, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này đây. Xích này thì còn khá dày dặn và to bản nhá. Đó, con này thì phù hợp cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Đó, 20cm đổ lại anh em nhá, cho anh em về sử dụng làm vườn, làm rẫy, hoặc là anh em cắt củ đồ linh tinh nhá, về cắt củ nấu rượu đồ linh tinh nhá. Không gì. Đấy, giật cái đứt cả dây luôn rồi. Rồi anh em lấy cái con S3 này thì cửa hàng chúng em sẽ căn chỉnh lại cái chụp giật cho anh em và thay cái dây giật mới vào cho anh em nhá. Đó, còn máy bóc nổ thì vẫn là ngon lành cho anh em không cần phải lăn tan nha. Cái sợi dây giật này thì giật nó đứt mất rồi. Đó, thì thay cái này, thay sợi dây thì nó rất là đơn giản, không vấn đề gì cả. Em sẽ, cửa hàng chúng em sẽ thay cho anh em trước khi anh em gửi hàng đi. Rồi qua con S4 là một con máy cưa xích. Đó, hàng này thì nói chung là hàng nòng đứng anh em nhá, một con máy cưa Kyurit cho anh em về sử dụng gia đình với cái tần suất mà sử dụng chuyên nghiệp đấy ạ. Một con V3200 anh em nhá. À đây, hai cái con này này. Hai con S4 và con S5 là hai con máy thế này thì nó hoàn toàn giống nhau anh em nhá, về nòng hơi rên rủng linh tinh. Một con là V3200, một con đời nâng cấp hơn là V3201. Nâng cấp là nâng cấp cái gì đấy ạ? Đây, thì em sẽ giới thiệu cho anh em. Một cái con này thì con V3201 thì có chụp giật trợ lực, còn cái con V3200 thì không có chụp giật trợ lực nhá. Đấy, chênh nhau thì 100 ngàn, một con là 2,7 triệu, một con 2,6 triệu. Anh em có nhu cầu lấy con nào thì anh em lấy. Con này thì còn đúng với xăng phụ này. Đấy, còn đây vẫn là hai ốc chân lam vẫn đầy đủ cho anh nha. Đấy, con này thì cũng là xài hai ốc chân lam này. Lam con này này. Đây, còn chữ Kyurit nguyên nhá. Đó, sử dụng xích chung 91. Đó, con này thì nó cũng là chiếc Echo này. Đấy, con này cũng là sử dụng xích chung 91. Và hai con ấy thì lam thì nó chênh nhau 5cm. Con S5 này thì lam dài hơn 5cm, còn cái con S4 này lam ngắn hơn 5cm nha. Con này thì lam là phần mặt cắt phần mặt cắt là 30cm. Đó, chữ 30cm này. Đấy, còn cái con này phần mặt cắt là 35cm nha. Đó, anh em thấy không? Rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua. Hai con này thì công suất đều 34cc, về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại nhá. Muốn nhẹ nhàng nhỏ gọn thì anh em lấy cái con S4 này. Đó, còn anh em nào mà thích một chiếc máy cưa xích nhiều chức năng thì lấy con này. Đó. Còn thì riêng về cái phần nòng hơi ấy, nòng hơi của hai con thì hoàn toàn giống nhau, công suất đều giống nhau nha, công suất 34cc. Rồi qua con S6 này là một con máy cưa xích cũng là nhà thương hiệu Echo Kyurit, nó đều cùng mẹ đẻ ra với hai con này này, nhưng mà cái con này thì nó là công suất to hơn anh em nhá. Đó, công suất to hơn, con này thì V3005. Đấy, giá bán 2,8 triệu anh em nha. Đó, có đúng không, xăng phụ đầy đủ này, sử dụng hai ốc chân lam này. Đặc biệt lam là theo máy là lam Latin này anh em, thấy không? Đó. 2,8 triệu cho con này nha anh em nhá. Công suất con này là 36cc. Đó, về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Mm-hmm.
2,8 triệu cho cái con máy này. Rồi và một qua con S7 và con S8 này. Là một con S7 là một con máy cơ Shindaiwa. Đó, Shindaiwa con này thì nó hàng để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác tầm trung anh em nhé. Con này đặc biệt lốc là lốc hợp kim nhôm này. Đấy, lam con này phần mặt cắt là 40 cm, còn tổng thể độ dài là 45 cm anh em nhé. Đó, này giá bán 2,9 triệu. Con này thì đặc biệt là nuôi đồng cuối đá cho anh em rồi. Anh em sử dụng con này thì hết chê luôn anh em nhé. Đó, vòng tua khỏe, máy móc bền. Đó, bởi vì con này đặc biệt có tích hợp lốc hợp kim nhôm nên là ấy, cái vòng tua của nó rất là cao cho anh em. Cũng như ấy, là cái độ chịu nhiệt của nó rất là tốt. Đấy, con này sử dụng hai ốc chân lam này, bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. À, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em nhé. Đó, con này có sử dụng thắng xích khóa xích. À đâu, con này nó không có thắng xích khóa xích anh em nhé. Con này thì nó không có sử dụng thắng xích khóa xích. Cái này nó chỉ là một cái cản để cho anh em về nó đỡ vật cản nó bay vào tay thôi anh em. Chứ con này thì nó không có thắng xích khóa xích nhá. Đó, S7 giá 2,9 triệu. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 cm đổ lại anh em nhá. Rồi và cuối cùng là một con máy cưa Estin, hàng này thật nó là hàng made in Germany, hàng này nó là hàng của Đức anh em nhá. Estin 021 đấy ạ. Con này thì nòng của nó là 40mm, công suất 40cc. Và điều đặc biệt ý, con này thì cam kết cho anh em là chuẩn zin đét đẹp, chỉ có một phần duy nhất là cái nắp này này. Cái nắp này thì cửa hàng chúng em đã kiếm cái nắp rin khác bỏ vào rồi nhá. Đây cũng là nắp rin luôn này. À, anh em thấy không? Tại vì ấy, khi mà em lấy cái con máy này về ấy, thì cái nắp này của nó này thì nó bị bể mất. Đấy, nó bị bể, nó vỡ mất nên là buộc phải đi kiếm cái nắp của máy khác bỏ vào, nhưng mà nắp này vẫn là nắp rin. Vẫn là nắp rin anh em nhá, bỏ vào để cho nó được ngon lành cái cây máy, chứ không mà bể vỡ thì anh em này rất khó bán cho anh em. Đấy, nên là anh em nhìn cái màu nó khác nhau nhưng mà vẫn là chuẩn zin nguyên bản nhá, chỉ có một phần duy nhất thôi. Còn tổng thể chuẩn zin đét đẹp cho anh em. Đây, hai ốc chân lam này. Lam con này thì dài là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha. Sử dụng là size xích trung 91. Đó, 3,8 triệu nữa con này. Đây, made in Germany này, hàng của Đức luôn anh em nhá. Cam kết zin đét đẹp cho anh em 100%. Bô này, dập Estin. Bởi vì ấy, cái hàng Estin ấy thì không thể nào mà nhái được, bởi vì tất cả linh kiện của nó ấy, đây, như cái này này, đều bên trong thì nó đều có dập chữ Estin cả. Đấy, nên là không thể nào mà giả, cũng không thể nào nhái được. Anh em nhìn không? Như cái này, này cũng có cái chữ Estin ở đây này. Anh em nhìn thấy chưa? Đó. Đây, kể cả bên trong máy này nhá. Đó, bên trong này đều cũng có dập mã số Estin đầy đủ hết anh em này. Rồi. Và con này ấy, thì nó là hàng có tay nắm giật to bản này, có đúng hơn xăng phụ này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Rồi, giờ test nổ anh em nghe qua nhá. Ok cho anh em. Rồi và vừa rồi cả hai chúng em đã giới thiệu cho anh em 8 con máy cưa xích. Anh em ưng con nào thì liên hệ cho cả hai chúng em ngay để đặt hàng nhé. Xin chào toàn thể anh em.